16 ngân hàng giảm gần 9.000 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng. Nông sản Việt Nam trước cơ hội lớn xuất khẩu vào Anh. Bộ trưởng Tài chính G7 đạt hiểu biết chung về cải cách thuế quốc tế. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Tài chính thị trường ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin được cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong hơn một tháng, 16 ngân hàng giảm 8.800 tỷ đồng tiền lãi cho khách hàng, thực hiện được 40% cam kết giảm lãi suất đến hết năm. 16 ngân hàng này chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế. Số tiền mà 16 nhà băng cam kết giảm ước tính là khoảng 20.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8, thì Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng này trên thực tế đã giảm tiền lãi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt 43% so với mức cam kết này. Tại buổi họp báo thường kỳ được Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 30 tháng 9, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, năm 2021, cán cân thương mại của cả nước có thể cân bằng, thậm chí là nếu thuận lợi, cán cân thương mại cả nước có thể nghiêng về hướng xuất siêu. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 27 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 9 cũng là tháng thứ hai liên tiếp hoạt động xuất khẩu có sự suy giảm so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù đã chịu ảnh hưởng mạnh trong 2 tháng gần đây, nhưng tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu vẫn ước đạt 240,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu hàng hóa đang có dấu hiệu chững lại kể từ tháng 8 đến nay. Tuy nhiên tháng 9, mức suy giảm tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ở mức thấp hơn. Sau một thời gian, các cái tháng 6, tháng 7, khi mà cái tác động nó có cái ảnh hưởng sâu thì chúng ta thấy là cái nhập siêu nó quay trở lại và có cái mức nhập siêu cũng khá là lớn, là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên đến tháng 8 thì chúng ta cũng thấy là cái con số nhập siêu đó nó chỉ còn có hơn 100 triệu đô la Mỹ thôi. Và đến tháng ước của tháng 9 thì chúng ta cũng thấy là dự kiến là kim ngạch cán cân thương mại sẽ quay trở lại xuất siêu với cái con số vào khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang có những thuận lợi khi ta đang khai thác hiệu quả các hiệp định FTA và nhu cầu thị trường đang tăng vào dịp mua sắm cuối năm, đặc biệt là nhóm hàng ta có lợi thế. Như vậy là 18,8% thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc mà chúng ta vẫn có cái sự tăng trưởng chung của cái GDP. Thì như các anh chị đã biết là chúng ta tăng trưởng 18,8% trong bối cảnh này và đặt trong cái bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch ở trong nước thì đây cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các lĩnh vực, các địa phương và đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp. Phân tích tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 18,8% sau 9 tháng, lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá đây là con số khá lớn. Trong khi đó, cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả nước chỉ tăng khoảng 7%. Tuy nhiên hiện nay, tăng trưởng nhập khẩu đang lớn hơn với 30%. Và sau 9 tháng, cả nước đang nhập siêu 2,13 tỷ đô la Mỹ, tương đương 0,8% kim ngạch xuất nhập khẩu, nhưng không phải vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên hiện nay, tăng trưởng nhập khẩu đang lớn hơn với 30%, và sau 9 tháng, cả nước đang nhập siêu 2,13 tỷ đô la Mỹ, tương đương 0,8% kim ngạch xuất nhập khẩu, nhưng không phải vấn đề đáng lo ngại. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn xuất khẩu gạo, hoa quả và các mặt hàng nông sản khác vào Vương quốc Anh, một trong 10 thị trường lớn nhất thế giới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo xúc tiến thương mại hàng nông sản giữa Việt Nam và Anh vừa diễn ra tại London, phản ánh của phóng viên thường trú tại Vương quốc Anh. Hội thảo với tên gọi Khám phá đặc sản vùng nhiệt đới đã thảo luận về tiềm năng, cách tiếp cận, các yêu cầu và tiêu chuẩn của thị trường Anh đối với hàng nông sản nhập khẩu, đồng thời giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam thông qua video clip về sản phẩm nông sản tại Việt Nam theo tiêu chuẩn GAP toàn cầu. Hàng Việt Nam có chất lượng tốt và nếu đạt tiêu chuẩn GAP toàn cầu thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị trường Anh. Chè, cà phê, bơ và một số hoa quả khác của Việt Nam có tiềm năng lớn xuất khẩu sang Anh, đặc biệt là cà phê. Tại hội thảo, các chuyên gia và doanh nghiệp Anh cũng đã giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam về thị trường Anh. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần nghiên cứu kỹ thị trường Anh, tìm hiểu các yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường này, đặc biệt là các chứng chỉ chất lượng. Họ cũng cần xây dựng quan hệ với các nhà bán lẻ để thâm nhập thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng nông sản của Việt Nam rất cao, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức và khó khăn trong việc tiếp cận thị trường châu Âu nói chung và Anh nói riêng.
hiện tại mình sẽ nhập đầy đủ sản phẩm từ Việt Nam, mình nhập là gạo, rồi cà phê, trái cây, bánh phở, đủ thứ luôn. Nếu so sánh với mấy nước khác thì cái sản phẩm Việt Nam thì rất là tốt. Khi mình nhập qua đây thì mình phải quan tâm tới cái bao bì rồi cái marketing của cái sản phẩm để mình mới thành công được. Còn về phía Việt Nam, một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp nước nhà khi tiếp cận được thị trường Anh là do chưa đạt tiêu chuẩn GAP toàn cầu, đồng thời thiếu chiến lược tiếp thị đáp ứng được kỳ vọng của nhà phân phối và người tiêu dùng Anh. Thách thức đáng kể cho xuất khẩu nông phẩm của Việt Nam sang Anh đấy là cái chi phí vận tải rất là cao. Có một cái vấn đề then chốt khác đối với các công ty Việt Nam mà chưa tiếp cận được thị trường Anh, đấy là do chưa có cái chứng chỉ Global Gap và chưa có cái chiến lược marketing có thể đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân phối và người tiêu dùng tại Anh. Nếu giải quyết được những cái vấn đề này thì cái cánh cửa của thị trường Anh cho nông phẩm của Việt Nam còn rất là nhiều. Có thể nói dư địa hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước còn rất lớn. Trong 6 tháng đầu năm nay, sau khi hiệp định UKVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương Việt-Anh đã có sự bứt phá ngoạn mục với tổng giá trị là 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% bất chấp dịch Covid-19 diễn biến khó lường. Các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cơ hội và nhanh chóng thích ứng để đưa các sản phẩm Việt đến với thị trường quốc tế. Thưa quý vị, mặc dù nhiều yếu tố có tác động đến giá thành, song Bộ Công Thương không tính đến chuyện điều chỉnh giá điện trong năm nay và năm tới. Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, theo cơ chế hàng năm, cụ thể là theo biến động các thông số đầu vào như là giá phát điện, truyền tải, phân phối. Tuy nhiên, nếu trong năm có những biến động mạnh về thông số đầu vào, giá bán điện sẽ được điều chỉnh. Thời gian qua, giá bán lẻ điện đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư cung ứng điện. Từ ngày 1 tháng 10 thì mỗi bình ga loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng thêm 42.000 đồng lên 461.500 đồng, mức tăng cao nhất trong 5 tháng qua. Nguyên nhân chính ga tháng 10 tăng vọt là nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu tăng. Hiện giá ga trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Kể từ tháng 6 cho đến nay thì giá nhiên liệu này đã tăng 8.375 đồng 1 kg. Tương đương mức tăng là 100.500 đồng một bình 12 kg. Các bộ trưởng tài chính nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đã đạt một hiểu biết chung về một loạt vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phán trực tuyến về cải cách hệ thống thuế quốc tế. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận đến các nước có mức thuế thấp và đảm bảo các chính phủ nhận đủ nguồn tài chính để đầu tư cho người dân và nền kinh tế. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 29 tháng 9, hiểu biết chung này sẽ hỗ trợ việc đạt một thỏa thuận chính trị cuối cùng trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vào tháng 10 tới. Cùng ngày, Bộ Tài chính Pháp cũng ra tuyên bố cho biết các bộ trưởng tài chính G7 đã đạt được nhiều tiến bộ về các điểm chính trong cải cách thuế tập đoàn, đồng thời kêu gọi các bên không nên bỏ lỡ cơ hội để đạt một thỏa thuận lớn vào tuần tới. Trong khi đó, Ireland, Đức đang áp dụng mức thuế thấp 12,5% và phản đối mức thuế tối thiểu 15% được đề xuất trong thỏa thuận này, cũng bày tỏ hy vọng sẽ nhận được một bản cập nhật các đề xuất cải cách quy định đánh thuế công ty của OECD trong những ngày tới. Tính tới nay thì đã có 134 nước trong số 139 quốc gia nhất trí với đề xuất đánh thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. Trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về việc khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kêu gọi các ngân hàng ổn định thị trường nhà ở và tránh đầu cơ. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh ngành tài chính cần đáp ứng các mục tiêu ổn định giá nhà đất và kiên quyết không sử dụng bất động sản để kích thích kinh tế ngắn hạn. Ngân hàng này cũng khẳng định nhà ở cần được sử dụng đúng mục đích và không phải để đầu cơ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan ngại trên thị trường bất động sản đang gia tăng tại Trung Quốc liên quan tới cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande. Tập đoàn này đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ vì khoản nợ lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ,
và đang cố gắng huy động vốn và bán tháo tài sản để trả nợ. Thưa quý vị, gã khổng lồ công nghệ Google ngày 29 tháng 9 đã công bố một tính năng mới cho phép người dùng có thể tìm kiếm cùng lúc cả hình ảnh và văn bản. Bước phát triển này có thể giúp cho công ty con hàng đầu của tập đoàn là Alphabet của Mỹ thúc đẩy mảng mua sắm trực tuyến để cạnh tranh với các đối thủ lớn như là nền tảng Amazon.com. Bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tính năng mới giúp cho người dùng lọc nội dung tìm kiếm chi tiết hơn trên hình ảnh hoặc là thậm chí trong các video, cả ở ứng dụng YouTube của Google. Giả sử khi đang xem hình ảnh một chiếc áo có họa tiết in trên áo, bạn có thể sử dụng tính năng ống kính Lens trên ứng dụng tìm kiếm hình ảnh Google Lens và yêu cầu Google tìm kiếm một họa tiết tương tự nhưng trên một mặt hàng khác, chẳng hạn như là trên những chiếc tất. Người dùng cũng có thể dùng các kết quả vừa tìm kiếm được để tìm cửa hàng có bán sản phẩm đó. Google cũng sẽ chỉ dẫn họ tới ngay nền tảng mua sắm trực tuyến Google Shopping. Google sẽ cập nhật tính năng mới trong vài tháng tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.